Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 7. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần tin tức trong tỉnh được cập nhật. Sáng ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu các huyện thành phố. Sau tháng đầu năm 2020, diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế thương mại toàn cầu giảm sâu. Nước ta cơ bản đã thực hiện kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thành công hiệu quả. GDP do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chỉ đạt 0,36%, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,19%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 43,9% dự toán năm, giảm 11,1% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt tăng 3,4% so với cùng kỳ, giải ngân vốn FDI ước đạt 8,65 tỷ USD, giảm 4,9%. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 156.000 tỷ đồng, bằng 33,1% kế hoạch. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giảm 3% so với cùng kỳ, xuất siêu khoảng 4 tỷ USD. Môi trường kinh doanh tiếp tục có tín hiệu cải thiện, phục hồi, các gói hỗ trợ an sinh xã hội theo nghị quyết số 42NQCP của chính phủ tiếp tục được triển khai tích cực. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm cải thiện rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính công chuyển biến tích cực, lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị các địa phương, bộ ngành tham luận, phát biểu đóng góp ý kiến với chính phủ, về những khó khăn vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội sau tháng cuối năm 2020. Tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi nền kinh tế, kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tiếp tục triển khai mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa, tiêu dùng, bình ổn giá cả thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại ứng dụng, thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, đẩy mạnh thu hút và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công, tiếp tục thực hiện chi trả gói an sinh xã hội hỗ trợ ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép với tinh thần khó khăn gấp đôi cố gắng gấp ba cả nước chung sức đồng lòng các ngành các cấp phối hợp chặt chẽ hoạt động hiệu quả có giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra từng bộ ngành địa phương thành lập tổ công tác giả soát giải pháp tháo gỡ khó khăn trong từng lĩnh vực tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng tập trung giả soát phát huy mọi dư địa tăng trưởng trong từng ngành lĩnh vực địa phương từng dự án lớn trọng điểm cần ưu tiên các gói hỗ trợ sản xuất kinh doanh thao gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể phát triển có cơ chế chính sách giải pháp phù hợp kích thích mạnh mẽ nền kinh tế đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư xuất khẩu tiêu dùng trong nước tiếp tục kích cầu du lịch nội địa, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm phải là đầu tàu trong sự phát triển. Các bộ ngành địa phương cần có giải pháp cụ thể cải thiện cơ chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng với nhiệm vụ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 2 tháng 7, Đoàn Giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo một số phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các trường học trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Cao Bằng hiện có 217 trường tiểu học, 190 trường trung học cơ sở, 30 trường trung học phổ thông với tổng số hơn 93.000 học sinh ở cả 3 cấp học, số lượng giáo viên đạt tỷ lệ 1,43 giáo viên một lớp. Thực hiện nghị quyết 88/2014/QH13 và nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa mới đảm bảo theo lộ trình quy định. Ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tăng cường các hoạt động hội thảo tập huấn về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh gắn kết với chương trình giáo dục phổ thông mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bố trí ngân sách địa phương lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình đề án, dự án, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đồng thời tiến hành giả soát xác định thực trạng đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch sắp xếp bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình, tập trung chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho việc dạy học các môn học mới. Đến nay đã có trên 90% số giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, 100% giáo viên trung học phổ thông được tập huấn bồi dưỡng phục vụ giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới. Tuy nhiên hiện nay, tỉnh Cao Bằng còn hơn 800 điểm trường, đặc biệt ở cấp bậc mầm non và tiểu học. Do vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học cho các cấp học này còn nhiều khó khăn, số phòng học kiên cố chỉ chiếm 45%, còn 5,9% phòng học nhờ, tạm, phòng học mượn, đội ngũ giáo viên để tổ chức dạy hai buổi một ngày đối với tiểu học và giáo viên dạy các môn học đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa mới còn thiếu tỉnh kiến nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới xây dựng chính sách lương phụ cấp phù hợp đối với đội ngũ giáo viên đặc biệt giáo viên công tác ở vùng khó khăn bổ sung biên chế cho ngành giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với các lớp 2, 3 để các địa phương chủ động trong công tác giả soát chuẩn bị mua sắm bổ sung. Các đại biểu đã thảo luận trao đổi một số nội dung liên quan đến những vướng mắc và các giải pháp cụ thể về việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Việc chỉ đạo lựa chọn sách giáo khoa tại các trường tiểu học, chất lượng các chương trình tập huấn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, công tác phân luồng học sinh, công tác hướng nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện nghị quyết 88 của Quốc hội. Đồng chí đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đảm bảo đến tháng 9 chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập cho giáo viên và học sinh, tập trung nguồn lực cho việc thực hiện nghị quyết 88, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh, đảm bảo chất lượng, chú trọng công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công nâng cấp kiên cố hóa trường lớp học. Thay mặt đoàn giám sát Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh Cao Bằng và sẽ trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Ngày 1 tháng 7, nhóm chuyên gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã tiếp tục đến khảo sát tuyến du lịch phía Bắc hành trình về nguồn cội tại hai huyện Hòa An và Hà Quảng. Trong ngày thứ hai, đoàn đã tiến hành khảo sát 12 điểm di sản nằm trong tuyến du lịch phía Bắc, hành trình về nguồn cội, gồm đến Vô Lê, Hang Ngườm Sưa, Vườn Đá Hoàng Tung, Ngườm Bốc, Đền Rẻ Đóng. Khu vực trồng rau sạch tại mô hình sản xuất rau hữu cơ tại xã Hồng Việt là nghề dệt thổ cẩm luống nổi, cảnh quan kéo yên, điểm hóa thạch cúc đá lũng luông, thung lũng treo sóc giang, đền thờ nùng trí cao, khu di tích quốc gia đặc biệt bắc bó qua kiểm tra đoàn chuyên gia đánh giá cao ban quản lý công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng cấp ủy chính quyền địa phương hai huyện hòa an hà quảng đã thực hiện tốt các biện pháp bảo tồn cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường phát huy tốt giá trị của những làng nghề truyền thống bên cạnh đó đoàn chuyên gia cũng chia sẻ những kinh nghiệm cách làm mới để nâng tầm và phát huy triệt đề thế mạnh mà địa phương đang có Ngày 1 tháng 7, Đoàn Thiện Nguyện thành phố Cao Bằng đã đến trao tặng quà hỗ trợ cho gia đình 5 trẻ em mồ côi cha mẹ tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng. Sau khi đài phát thanh truyền hình Cao Bằng phát sóng chương trình thắp sáng niềm tin về 5 em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, là học sinh trường trung học cơ sở Vân Dính, xã Thượng Thôn đã được cộng đồng chia sẻ các nhóm nhà thiện nguyện thành phố Cà Bằng đã ủng hộ đồ dùng thiết yếu, quần áo, gạo, mì tôm và tiền mặt với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. Trong đó, bà Phạm Thu Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Du lịch Nhật Lợi đã ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt và 5 triệu đồng nhu yếu phẩm. Bà Hoàng Thị Hảo, tổ 3 phường Hòa Trung ủng hộ 5 triệu đồng những phần quà thiết thực của các nhà hảo tâm thành phố Cà Bằng đã kịp thời hỗ trợ và động viên các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên không đầu hàng số phận, tiếp tục trên con đường học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chào ngày mới, ngay sau đây là thời lượng của mục điểm báo. Nửa năm trở lại đây, thị trường bán lẻ cà phê liên tục được khuấy động bởi sự nhập cuộc của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt có dấu hiệu tăng tốc mở rộng độ phủ kể từ tháng 5. Đây là thị trường vốn đã khá chật trội và đã định hình những cái tên dẫn dắt thị trường. Vậy lý do vì sao các ông lớn vẫn quyết định nhảy vào cuộc chơi trong thời điểm này? Một phần câu trả lời có trong bài viết đăng tải trên báo Kinh tế. Mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 2 năm nay, chỉ sau 4 tháng, chuỗi bán lẻ cà phê của ba ông lớn là Nutifood, Đồng Tâm và Hoàng Anh Gia Lai đã cán mốc 100 cửa hàng ở nhiều tỉnh thành. Thương hiệu gây chú ý bởi là kết quả bắt tay giữa ba doanh nghiệp lớn thuộc ba ngành nghề tưởng không liên quan, nhưng thực tế lại bổ trợ được cho nhau, từ vùng trồng nguyên liệu cho đến marketing bán hàng. Giá ly cà phê dưới 20.000 đồng, mặt bằng nhỏ gọn, thậm chí đầy cả ra về hè để bán, chuỗi cà phê của ba ông lớn chọn phân khúc bình dân là mục tiêu. Một ông lớn đầu ngành sản xuất thực phẩm khác là Vinamilk cũng chọn phân khúc giá mềm khi công bố đầu tư mở chuỗi bán lẻ cà phê tại đại hội cổ đông mới đây. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết sẽ không đi theo hướng đốt tiền thuê các mặt bằng hàng chục ngàn USD để mở cửa hàng, mà sẽ tận dụng mạng lưới cửa hàng bán lẻ sữa sẵn có để đặt chân vào thị trường cà phê. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me, các chuỗi bán lẻ cà phê có độ phủ lớn nhất hiện nay trên thị trường hầu hết là thuộc phân khúc chung đến cao cấp. Trong khi đó, phân khúc bình dân chỉ mới có một vài chuỗi đặt quy mô trên 50 cửa hàng. Điều này cho thấy phân khúc này dư địa thị trường còn nhiều, đủ chỗ để cho các ông lớn khai thác, dù thương hiệu sinh sau để muộn. Vì vậy, các doanh nghiệp không đặt nặng chi phí cho mặt bằng tốt, không gian đẹp, thay vào đó chú trọng đến yếu tố tiện lợi và sử dụng chiến lược nhượng quyền thương hiệu để dễ dàng mở rộng độ phủ. Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam cho biết, hiện mức độ tiêu thụ cà phê bình quân đầu người mỗi năm ở Việt Nam chỉ là 2kg, thấp hơn gấp 3 lần so với mức trung bình của thế giới. Do đó dù nói thị trường bán lẻ cà phê đã có nhiều doanh nghiệp tham gia nhưng không phải là không có cơ hội cho những cái tên mới, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn đã thành công với một ngành nghề khác, với tiềm lực có sẵn đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho mình. Từ ngày 1 tháng 7, các nhà mạng đã triển khai các biện pháp chặn chiều gọi đi ở những thuê bao thực hiện cuộc gọi rác, mục tiêu nhằm ngăn chặn tình trạng các cuộc gọi rác quấy rối, gây cản trở ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người dân, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững lành mạnh. Cục Viễn thông cùng các doanh nghiệp đã thống nhất 5 tiêu chí để xác định cuộc gọi rác bao gồm: tần suất thực hiện cuộc gọi, tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn, Tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn, tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ và đặc điểm hành vi sử dụng. Cục Viễn thông cho hay, các tiêu chí này được sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu và máy học để nhận diện thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác. Theo đó, các nhà mạng sẽ lần lượt triển khai việc cắt liên lạc với thuê bao thực hiện cuộc gọi rác. Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, nhà mạng Viettel sẽ triển khai biện pháp này để ngăn chặn cuộc gọi rác từ ngày 1 tháng 7. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và tầm công thì viễn thông mobile phone sẽ áp dụng triển khai trước ngày 1 mùng 1 tháng 8. Thông tin từ năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, không tập trung học sinh trước ngày mùng 1 tháng 9 đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều học sinh phụ huynh, ghi nhận trên báo dân trí. Rất hào hứng với quy định mới, nhiều học sinh cho hay quy định trên là điều mà các học sinh đều mong muốn. Chúng em muốn được nghỉ hè nhiều hơn để có thể giảm bớt áp lực học tập. Hè cũng là dịp để em có thể làm được nhiều điều mà mình thích nhưng không thể thực hiện khi đi học, như thử đi làm thêm, học các môn ngoài nhà trường như học đàn, học nhảy, học vẽ. Em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh trường trung học phổ thông Lưu Quý Đôn, Hà Nội chia sẻ. Không chỉ với học sinh, với các phụ huynh, đây cũng là thông tin rất được mong chờ và khiến nhiều phụ huynh xúc động khi nghĩ đến những ngày thơ ấu của mình. Khi đó, chẳng bao giờ phải học hè. Thế hệ chúng tôi luôn được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng. Và vì thế, ngày khai giảng ý nghĩa vô cùng, ai cũng háo hức chờ được đến trường. Tôi hy vọng khi áp dụng quy định mới, các con mình cũng có được cảm xúc tự trường ấy. Chị Nguyễn Thị Minh cho biết. Cũng theo chị Hoài, trong những năm qua, học sinh được nghỉ hè khá ít, nên các con không cảm nhận được niềm vui tới trường. Việc học mấy tuần rồi mới khai giảng khiến cho khai giảng chỉ còn là thủ tục của người lớn, chứ không còn là ngày hội đến trường của trẻ nhỏ. Với các con, năm học đã bắt đầu từ tháng 8, nghỉ hè còn ít hơn cả đợt nghỉ vì dịch Covid-19. Cứ nhìn sự háo hức chờ đợi được đến trường của các con sau đợt nghỉ dịch thì không khác gì niềm vui khai trường ngày xưa. Với thế hệ 8X, 9X thì hình ảnh cây anten truyền hình gắn liền với những ký ức tuổi thơ dữ dội như những ngày đi xem nhờ tivi hàng xóm, những lần đang xem phim hay thì nhiễu sóng phải ra xoay cây anten. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, các trạm phát lại trên toàn quốc đã ngừng phát sóng truyền hình analog, hay còn gọi là truyền hình mặt đất. Tất cả sẽ chuyển sang truyền hình kỹ thuật số, tạm biệt những bộ anten giàn gắn liền với biết bao kỷ niệm. Nhằm đáp ứng tiến độ của đề án số hóa truyền hình sóng truyền hình analog chính thức ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 1 tháng 7 trên toàn quốc, khép lại một thời vàng son. Truyền hình tương tự hay còn gọi là truyền hình analog là kỹ thuật thu phát sóng truyền hình có từ lâu đời, sử dụng tín hiệu tương tự để truyền tải video và âm thanh. Trong một chương trình truyền hình analog, độ sáng, màu sắc và âm thanh được thể hiện bằng các biến thể nhanh chóng của biên độ, tần số hoặc pha của tín hiệu. Chính vì thế, hình ảnh khó quyền nhất của truyền hình analog chính là việc liên tục phải xoay chỉnh chiếc anten để bắt sóng được nét hơn. Mặc dù chia tay truyền hình analog với nhiều kỷ niệm, nhưng cộng đồng mạng không vì thế mà tiếc nuối, sự phát triển của công nghệ truyền hình sẽ đem tới nhiều thuận lợi hơn cho tất cả chúng ta, từ đó sẽ lại có những ký ức đẹp cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, nếu tắt sóng truyền hình analog, người dân sẽ có tới 3 lựa chọn để xem truyền hình số mặt đất, đó là mua đầu thu kỹ thuật số chuẩn DVB-T2, đăng ký dịch vụ truyền hình trả tiền hoặc mua tivi tích hợp sẵn đầu thu DVB-T2 trong đó phần lớn các hộ gia đình đều đã sở hữu những chiếc TV tích hợp sẵn đầu thu DVB T2. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ đầu thu để đảm bảo người dân được xem truyền hình khi Việt Nam tắt sóng analog. Tiếp theo, cơ quan an toàn hàng không EU đến lượt cơ quan hàng không dân dụng Anh quyết định đình chỉ hoạt động của hãng hàng không quốc tế Pakistan. Các động thái trên được đưa ra sau khi vỡ lở bê bối phi công nước này dùng băng giả hoặc gian lận khi thi lấy bằng. Báo chí quốc tế có một số bài viết về vụ bê bối bằng phi công giả tại Pakistan. Làm cách nào mà phi công đã có được những bằng cấp đáng nghi ngờ tại Pakistan? Nhân đề một bài viết trên trang DW tác giả bài viết cho rằng đã có sự thông đồng giữa phi công và các quan chức hàng không dân dụng kể từ cuối năm 2018 để can thiệp các kỳ thi. Một số trường hợp có người thi hộ một hoặc là cả 8 bài thi cần thiết để có thể đạt được bằng phi công. Trang Business Insider trích một ý kiến chuyên gia nhận định, vấn đề bằng giả không chỉ của riêng hãng hàng không quốc tế Pakistan, mà vấn đề này đã lan tràn cả ngành hàng không nước này. Có tới hơn 30% phi công dân dụng thương mại tại Pakistan dùng bằng giả hoặc không có đủ điều kiện để lái máy bay chở khách. Điều này một lần nữa cho thấy những bất cập trong lĩnh vực tuyển dụng hàng không tại Pakistan, một lĩnh vực mà trang tin Channel New Asia dùng từ vấy bẩn khi nhắc tới. Dẫn trường hợp của hãng hàng không quốc tế Pakistan, một hãng hàng không khác chỉ có 31 máy bay, nhưng có tới hơn 14.500 nhân viên. Bài báo trích ý kiến chuyên gia cho biết, không có hãng hàng không nào có 500 nhân viên trên mỗi máy bay. Nhiều công việc được tuyển dụng dựa vào quen biết, trong đó có cả phi công. Sau vụ việc vỡ lở lần này, hãng hàng không quốc tế Pakistan cho biết sẽ tái cấu trúc, làm trong sạch quy trình và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Ngày 1 tháng 7, hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solution vừa có báo cáo mới nhất, trong đó đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam nửa cuối năm nay lên mức 3%, từ mức 2,8% trước đó. Nguyên nhân Fitch Solution điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP là nhờ nỗ lực khống chế dịch Covid-19 hiệu quả của Việt Nam. Theo tổ chức này, động lực tăng trưởng nửa cuối năm chủ yếu tới từ sự phục hồi của khu vực sản xuất chế tạo. Các khu vực bán lẻ, nhà hàng khách sạn, vận tải và kho bãi cũng được dự báo sẽ tiếp tục có sự phục hồi nhẹ từ nay tới cuối năm. Cũng được dự báo sẽ tiếp tục có sự phục hồi nhẹ từ nay tới cuối năm. Fitch Solutions đánh giá cao khả năng chống chịu của Việt Nam trong khủng hoảng đại dịch và cơ hội hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, sự phục hồi này vẫn bị giới hạn nhiều trong khuôn khổ nội địa bởi sự đóng góp của nhiều nền kinh tế toàn cầu nên giao thương và đầu tư vẫn hạn chế. Trước đó, ngày 31 tháng 3, hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay. Theo đó, tốc độ tăng trưởng có thể chỉ đạt 2,8%, thấp nhất trong 34 năm. Tốc độ này giảm so với dự báo trước đó là 6,3% do cả ba lĩnh vực chính sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ đều chịu tác động từ dịch COVID-19. Fix thừa nhận, dự báo về tăng trưởng năm 2020 rất không chắc chắn và có nguy cơ GDP còn giảm thêm, tùy thuộc vào diễn biến của đại dịch cả ở Việt Nam cũng như các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Theo dự báo của IMF, Việt Nam sẽ tăng trưởng dương 2,7% trong năm nay. Tương tự theo dự báo của ADB, World Bank hay Fitch, Việt Nam đều là điểm sáng với triển vọng tăng trưởng ở mức dương, bất chấp tình hình dịch bệnh các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng việt nam trong trung hạn rất tích cực nhờ lực lượng lao động dồi dào môi trường fdi thân thiện cùng nền tảng vĩ mô ổn định và các bạn người bệnh tim mạch nên tập luyện và hoạt động thể chất để tăng cường sức khỏe và kiểm soát bệnh. Tuy nhiên thời tiết có ảnh hưởng nhất định tới bệnh tim. Vậy người bệnh tim mạch nên tập luyện thế nào trong thời tiết nắng nóng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong mục sức khỏe thưởng thức hôm nay. Khi trời nắng nóng, cơ thể dễ bị mất nước. Nếu cơ thể không thể tự làm mát, tim phải đập nhanh hơn và phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến bề mặt da, giúp hỗ trợ tiết mồ hôi, làm mát cơ thể. Như vậy, khi nhiệt độ cao có thể tăng thêm gánh nặng cho tim và tuần hoàn máu. Mất nước cùng với việc tim phải làm việc quá sức sẽ gây mệt mỏi, thậm chí có thể gây sốc nhiệt. Nguy cơ này cao hơn ở những người mắc các bệnh tim mạch, bởi vì tim của họ vốn đã phải hoạt động gắng sức để cung cấp máu đi nuôi cơ thể, nay lại phải buộc làm việc nhiều hơn nữa để giúp cơ thể đối phó với nắng nóng. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc tim mạch cũng ảnh hưởng tới người bệnh tim trong thời tiết nóng. Thuốc lợi tiểu có thể góp phần làm mất nước, thuốc ức chế beta làm giảm nhịp tim, khiến tim không đập nhanh như mức cần thiết để thích ứng với nắng nóng. Lợi ích của việc tập luyện với bệnh tim mạch Lười vận động là một trong năm nguy cơ chính làm nặng thêm bệnh tim mạch. Việc tập luyện thể thao không chỉ giúp cơ thể trở nên hoạt bát hơn mà còn giúp ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tim mạch như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Việc tập luyện thể thao thường xuyên sẽ giúp làm giảm huyết áp, làm giảm các thành phần mỡ có hại trong máu, làm tăng các thành phần mỡ có lợi, nhờ đó làm giảm tiến triển của sơ vữa động mạch. Luyện tập thể thao thường xuyên còn giúp tăng khả năng trao đổi, vận chuyển và sử dụng oxy tại cơ và các mô của cơ thể, nhờ đó tăng khả năng đáp ứng của cơ thể với gắng sức. Điều này đặc biệt quan trọng với những bệnh nhân bị bệnh tim mạch, bởi vì bệnh nhân vốn đã giảm khả năng gắng sức. Ngoài ra, trái tim của chúng ta khi được tập luyện thường xuyên sẽ được chậm hơn khi phải vận động mạnh. Trái với suy nghĩ khá phổ biến rằng bệnh nhân tim mạch cần nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, Bệnh nhân tim mạch tập luyện thường xuyên sẽ cảm thấy tâm lý vui vẻ hơn, chất lượng cuộc sống cũng tăng lên. Những môn thể thao tốt cho người bệnh tim mạch. Thay đổi lối sống trong đó có luyện tập thể thao là một cách tốt để cải thiện các bệnh về tim mạch, đặc biệt với người cao tuổi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp bệnh nhân lựa chọn các môn thể thao quá sức sẽ làm bệnh trầm trọng thêm, có thể gây nguy hiểm trong quá trình tập luyện. Vì vậy, việc lựa chọn môn thể thao nào phù hợp với tình trạng sức khỏe mới là điều quan trọng. Aerobic là loại hình tập luyện không quá nặng và cần nhiều sức, chính vì thế nó rất an toàn đối với người bệnh tim mạch, nên tập luyện nhẹ nhàng khoảng 20 đến 25 phút mỗi buổi và khoảng 5 buổi một tuần. Ngoài ra, nên chú ý không nên tập những bài tập mang tính đột ngột bởi sẽ khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Đạp xe đạp. Tập với xe đạp không những có thể cải thiện sự dẻo dai cho cơ bắp mà còn giúp tăng cường sức bền cho tim, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trao đổi chất. Với bệnh nhân tim mạch, việc đạp trên máy tập sẽ là phương pháp tập luyện an toàn hơn cả. Với xe đạp tập tại nhà, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thời tiết, giao thông và hoàn toàn có thể chủ động được thời gian tập luyện. Đi bộ giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và cholesterol trong máu. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 30 phút để đi bộ có thể giảm 18% nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Chạy là cách tập luyện rất tốt cho người bệnh tim. Mỗi buổi tập nên bắt đầu chạy chậm, sau đó nhanh dần nhưng vừa sức và đều đặn. Mỗi tuần chỉ chạy 3 đến 4 lần. Khi thấy mệt thì chạy chậm dần lại trước khi dừng hẳn. Những buổi tập đầu tiên nên chạy những quãng đường ngắn, vài trăm mét hoặc người yếu thì chạy vài chục mét, nhưng sau đó sẽ tăng dần lên. Người bệnh tim mạch nên tập luyện thế nào? Người bệnh tim mạch cần đặc biệt chú ý đến vấn đề thời tiết khi tập luyện. Vận động ở thời tiết có độ ẩm cao làm mau mệt vận động trong thời tiết quá nóng hay quá lạnh đều có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, gây có thở, đau ngực, có thể khiến huyết áp không ổn định và có thể là yếu tố khởi phát cho những vấn đề khác. Người bệnh nên uống đủ nước, không để bị khát, tập luyện ở môi trường thoáng mát, tránh ra ngoài trời nắng để giữ thân nhiệt ổn định. Bệnh nhân cần đến khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch để được hướng dẫn cụ thể về một chế độ tập luyện với cường độ phù hợp. Trước mỗi lần tập luyện cần khởi động kỹ tối thiểu 15 phút để các hệ cơ xương khớp, hệ tuần hoàn và hô hấp có thể thích nghi với nhịp độ vận động. Bệnh nhân tim mạch cần tránh tập gắng sức quá có thể gây nguy hiểm. Đối với những người thể trạng yếu, phương thức tập luyện phù hợp là vài phút thì tạm nghỉ bằng thời gian tập hoặc nghỉ gấp đôi thời gian tập, tiếp tục lặp đi lặp lại như thế trong tổng thời gian khoảng 30 đến 40 phút cho mỗi lần tập luyện. Tiến hành tập luyện như thế đến khi thể lực được tăng cường mới kéo dài thời gian tập. Điều quan trọng trong tập luyện thể thao không phải là tập nhiều, tập hết sức mà là duy trì đều đặn thường xuyên và phù hợp với thể lực của mình. Cần lưu ý, nếu cảm thấy chế độ tập luyện quá nặng nên giảm cường độ tập luyện. Trong khi tập, nếu có những triệu chứng như đau ngực, khó thở, hoa mắt chóng mặt, ngất, đau nhức xương, hoặc bất kỳ triệu chứng bất thường nào thì cần ngừng tập. Nếu triệu chứng không giảm thì cần đến bác sĩ kiểm tra chương trình chào ngày mới của đài phát thanh truyền hình cao bằng xin được khép lại tại đây phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết xin kính chào và hẹn gặp lại